Hailey Wong đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Nữ ca sĩ cho hay chính cha cô cũng đang cần được ghép tạng. 10 năm qua vì vậy mà bà xã Chánh Thành đăng ký hiến tạng với mong muốn những người cần sẽ có cuộc sống thứ hai tốt đẹp hơn. Hailey Wong cũng từng thẳng thắn chia sẻ, tôi nghĩ khi chết thì thân xác này trở về với cát bụi rồi. Con lai gì nữa đâu, vì thế lúc trước ở Hàn Quốc tôi có đăng ký rồi, nếu thân xác này chết đi, có gì xài được thì cứ lấy xài hết đi để người khác có cuộc sống thứ hai. Trước một loạt nghệ sĩ tuần nghìn khiến mô tạng, ca sĩ Ngọc Sơn là một trong những người đăng ký. Sớm nhất vào năm 2007, đáng nói trước khi quyết định này, mẹ của ông Hoàng Nhạc Sến đã từng khóc ngất đi, nhưng Ngọc Sơn vẫn quyết tâm thực hiện. Chính những quyết định vượt qua những rào cản suy nghĩ thông thường, loạt nghệ sĩ đã truyền đi ý nghĩa nhân văn nhờ nghĩa cử cao đẹp này. Khán giả khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi thật của Hailey Wong. Trên 39 tuổi và bước sang tuổi 40, nữ ca sĩ vẫn sở hữu ngoại hình tươi tắn, làn da căng bóng. Sau một năm kể từ khi mắc bệnh liệt cơ mặt, giữa năm 2023, Hailey Wong đã lấy lại được phong độ và nhan sắc. Quá trình chữa trị vượt qua bệnh tật của bà xã Chánh Thành nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Khi mắc bệnh, Hailey Wong từng trải qua những áp lực về tinh thần. Cô không thể tươi cười, gương mặt thường biểu cảm căng cứng, nữ ca sĩ suy sụp vì công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có thời gian ở ẩn, ít xuất hiện trước khán giả. Hiện tại, trên một bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, Hailey Wong luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ. Trong một video hồi đầu tháng 1, người đẹp chưa biết tình trạng sức khỏe của cô đã được cải thiện sau một thời gian chữa trị châm cứu. Sau khoảng thời gian vắng bóng vì điều trị bệnh, Hailey Wong cũng luôn tích cực giảm cân để lấy lại được vóc dáng thon gọn. Ở độ tuổi 39, nữ diễn viên Hàn Quốc gốc Việt có sở hữu cuộc sống trọn vẹn, đầy đủ sau là tin đồn rành nước Hailey Wong tận hưởng hôn nhân hạnh phúc bên Chánh Thành. Cuối năm 2023, đến nay Hailey Wong tiếp tục sánh vai của ông xã trong các sự kiện, chương trình. Ông xã nổi tiếng giàu có như Hailey Wong luôn nỗ lực, đảm nhiều công việc khác nhau như ca sĩ, MC, tham gia game show. Trong một chương trình hồi năm 2022, Trương Giang cũng nửa đùa nửa thật hé lộ Hailey Wong và Chánh Thành là cặp sao giàu nhất làng giải trí Việt. Dân Hải xứ Quảng cũng chưa biết căn nhà vợ chồng Hailey Wong Chánh Thành ở quận 1 trị giá 15 tỷ đồng mua bằng tiền của Hailey Wong. Ngoài ra, vợ chồng Chánh Thành còn có 3 căn nhà ở Mỹ. Hailey Wong nhiều lần đăng tải trong căn nhà gồm nội thất, tủ đồ hàng hiệu sang trọng. Cô yêu thích từng nhãn hiệu túi đắt đỏ như Dior, Chanel, Hermes. Mỗi chiếc túi đều có giá trị dưới 100 triệu đồng. Mặc dù sở hữu khối tài sản ấn tượng với nhà hàng xế xịn, Hailey Wong vẫn duy trì thói quen chi tiêu tiết kiệm. Bà xã Chánh Thành là nóc nhà quyền lực, nắm quyền tài chính của gia đình. Hailey Wong tự tiết lộ mỗi ngày đưa Chánh Thành 5 triệu đồng để tiêu vặt, vì muốn chồng có thể học cách chi tiêu có kiểm soát. Về phía Chánh Thành, nam MC cũng cảm thấy may mắn khi được vợ của anh thói quen mua sắm tiêu xài hoang phí. Một người tiêu xài không suy nghĩ thì phải có một người biết suy nghĩ chỉnh chỉnh lại mình, anh từng nói. Trong một cuộc trò chuyện với phóng viên, Chánh Thành từng cho biết Hailey Wong là người thông minh, biết cách tận hưởng cuộc sống cá nhân, luôn tạo ra nhiều điều mới mẻ cho chính mình. Hailey Wong có thể cho tôi cảm giác tôi yêu anh nhiều đến mức có thể đập đầu vô tường luôn. Đấy, nhưng anh mà cả chớn thì tôi có thể bỏ anh ngay trong ngày hôm nay. Cô ấy rất độc lập, tự do, đủ tự tin khiến mình không dám lồng hành, Chánh Thành chia sẻ. Hailey Wong sinh năm 1985, là người Hàn Quốc gốc Việt. Cô được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú năm 2013. Sau đó, người đẹp hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng phát hành các ca khúc Hương đêm bay xa, Là cả bầu trời, Anh hiểu không, Anh cứ đi đi, Yêu không hối hận như anh đã mong chờ, và tham gia Chàng trai năm ấy, 49 ngày bên Việt Ma cô lại vừa bầu. Hailey Wong công khai yêu Chánh Thành vào tháng 2 năm 2016, cả hai tổ chức hôn lễ vào tháng 12 năm 2016.